nước đóng bình 20 lít đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Vì thế, đã có rất nhiều người mua thiết bị về mở cơ sở sản xuất nước đóng bình. Vừa qua, Việt An đã lắp đặt và bàn giao thành công dây chuyền lọc nước 1.000 lít trên giờ VACA-1000. Bàn chiết rót bình VAMCB-60, máy xúc rửa rút nắp bình BS-1 cho anh Trường tại Đà Nẵng. Dây chuyền lọc nước VACA-1000 là dây chuyền lọc ứng dụng công nghệ lọc RO, không kén chọn nguồn nước, có thể xử lý, tách các tạp chất, cặn bẩn, các chất độc hại ra khỏi nước, cho bạn nguồn nước đạt tiêu chuẩn 6.1.2010 BIT của Bộ Y tế. Có thể uống trực tiếp tại vòi hoặc dùng để sản xuất nước đóng bình, đóng chai. Bàn chiết rót bình VAMCB-60 là bàn chiết rót bán tự động do Việt An sản xuất. 100% khung máy được làm bằng chất liệu inox bàn điện tử cao cấp. Bàn chiết có một chậu rửa, hai vòi chiết, một đầu đóng nắp. Có thể chiết rót nước vào bình nhanh chóng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Máy xúc rửa rút nắp BS-1 do Việt An sản xuất. Máy có khả năng tách nắp ra khỏi bình nhanh chóng. Nắp được tách ra không bị hư hại, có thể tái sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí. Máy còn có khả năng rửa trong và ngoài bình tự động, hiệu suất cao. Dây chuyền lọc nước, bàn chiết rót bình, máy xúc rửa rút nắp là những thiết bị không thể thiếu trong các đơn vị sản xuất nước đóng bình quy mô nhỏ hiện nay. Nếu bạn cũng đang muốn tham gia vào ngành nghề này, cần mua trang thiết bị, hãy gọi ngay cho Việt An theo số 0949 41 41 41 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.